vị đang theo dõi bài hát hay nhất 2022 Big Song Big Deal, và đây là vòng cuối cùng để tìm ra bài hát hay nhất. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe âm nhạc chữa lành từ thí sinh Nguyễn Mạnh Cường Fortune Casper với ca khúc Ta Đã Vất Vả Rồi Mà. Em à, bên em có thấy ngoài trời mưa rơi? Hôm nay anh thấy hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi. Nhưng mà anh sẽ cố gắng cho em được thành thơi, đưa em đi tới khắp nơi tuyệt đẹp trên đời. Dù hạt mưa rơi ngoài hiên, ta cố gác lại bình yên để tới những nơi chỉ mang thêm nỗi phiền. Thầm mong ước sẽ cho em được những ngày vui sướng. Nhiều nhạt thế gian bờ vai nằm ghi chân bước vì những yêu thương. Thời hoàng kim của ta đổi bằng những lạnh giá, đổi bằng những mộng mơ tháng năm xa nhà. Cất đi vài giọt nước mắt, một vài âu lo, một vài tâm tư tan vỡ. Thời hoàng kim là khi một đời không uổng phí, là khi ta chẳng thể tiếc nuối điều gì. Nhớ mong dỗi hơn mỏi mệt cho qua, vì ta cũng đã vất vả rồi mà. Đây lúc đói khi nó lạnh run vai, nhưng sẽ ấm áp hơn khi ta có tương lai rộng dài. Dù hạt mưa rơi ngoài hiên, ta cố gác lại bình yên để tới những nơi chỉ mang thêm nỗi phiền. Thầm mong ước sẽ cho em được những ngày vui sướng. Nhiều nhạt thế gian bờ vai nặng ghi chân bước những yêu thương. Thời hoàng kim của ta đổi bằng những lạnh giá, đổi bằng những mộng mơ tháng năm xa nhà. Cất đi vài giọt nước mắt, một vài âu lo, một vài tâm tư tan vỡ. Thời hoàng kim là khi một đời không uổng phí, là khi ta chẳng thể tiếc nuối điều gì. Nhớ mong dỗi hơn mỏi mệt cho qua, năm tháng cứ mãi lẻ tẻ, biết bao giờ cho đến ngày ta sẽ trở về. Gió đông lạnh lùng phù mờ đôi mắt dấu yêu đang rơi lệ. Chỉ còn ta và đêm đến đang kéo tới, chỉ cần em ở bên trong đời. Sao cách xa hai lối, đổi bằng những mong mơ tháng năm xa nhà. Cần đi vài giọt nước mắt, một vài âu lo, một vài tâm tư tan vỡ. Nhớ mong dỗi hơn mỏi mệt cho qua, vì ta cũng đã vất vả rồi mà. Cảm ơn Bon Game đã giúp Nguyễn Mạnh Cường Fortune Casper thể hiện ca khúc của mình. Và ngay bây giờ, Thanh Huy xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với tác phẩm của Hà An Huy. We'll be right back.
ôm hết nỗi buồn đang gần kề, từng đi theo gió xanh nhẹ nhàng, lóng lánh lung linh rung rinh, làm được biết đâu ta đi vào đời, được nhìn thấy em ta vào lòng, trái tim như đang sống lại, thiên nhiên liên miên miên man, từng ngày gió đưa ta đi vào đời, được chạm. Phần biến chuyển tiết tấu khá là bất ngờ, và anh Đỗ Hiếu cảm nhận như thế nào về phần này ạ? Anh có cảm thấy là nó bùng nổ và thăng hoa hơn cho bài hát nhiều không? Chắc chắn là rất bùng nổ và thăng hoa, và anh cảm nhận là anh không biết là anh có đủ tầm để nhận xét cái phần trình diễn này của em hay không, bởi vì nó quá đặc sắc và nó quá là đỉnh, chỉ dùng từ như vậy thôi. Đúng rồi. Cảm ơn. Và có lẽ là dược sĩ Tiến, em nên nghĩ lại đi. Cái bài này mà em làm trong nhạc phim thì chị nó bá cháy luôn. Cái bài gì đó mà như là Lion King hay là cái gì đó, nó một cái bộ phim như thế thì tuyệt vời. Dạ em mới tính nói luôn á, có nghĩa là thông thường người ta làm phim á là người ta có cái bộ phim rồi, người ta đi tìm bài hát. Còn em vô đây em nghe bài hát này em nghĩ ra nguyên cái phim luôn chị. Về bộ phim đi. Em chưa bao giờ nghi ngờ về quyết định của mình, nhưng mà lần này là bạn làm em nãy giờ phải lăn tăn rất nhiều. Thật sự là khủng khiếp lắm, cái bài hát này nó khủng khiếp lắm. Có khi vì bài hát này của bạn mà anh Tiến đẻ ra một bộ phim 20 tỷ. Nếu bộ phim 20 tỷ thì bài hát này phải là 1 tỷ. Anh thì không biết là cái kế hoạch của em như thế nào. Như anh nói á, cái quan trọng nhất của tụi em ở thời điểm này đó là cái timing.
Và nếu như anh làm một bộ phim mới cho cái sản phẩm này thì chắc chắn phải là 1-2 năm sau phim mới ra rạp. Thì đó sẽ là cái thiệt thòi của em về Tommy. Em thấy không có thiệt thòi anh ơi, tại vì là bài hát hay thì lúc nào cũng hay hết trơn. Tất nhiên anh chỉ nói đó là cái hiệu quả, bởi vì đây là một cái bài hát hay và nếu nó có thể được timing đúng thời điểm thì chắc chắn nó sẽ bùng nổ và đưa cái tên tuổi em lên tốt hơn. Tuy nhiên với một cái bài hát hay như thế này á thì anh không thể không đầu tư, bởi vì có thể là tối nay anh sẽ ngủ không được luôn, bởi vì anh đã bỏ qua một cái viên ngọc quý như em, bởi vì em thật sự là một viên ngọc, bởi vì ông trời vừa cho em cái giai điệu trong người để em có thể sáng tác được mà vừa cho em một cái giọng hát và cái nhạc cảm rất là tốt nữa. Hồi nãy thì anh có hứa là 20 triệu rồi. Bây giờ anh sẽ quyết định đầu tư thêm 40 triệu nữa, là coi như tổng cộng của anh sẽ đầu tư cho bài hát này là 60 triệu. Em xin cảm ơn anh. Nếu như mà có một cái góp ý gì đó cho em á thì anh nghĩ là đúng, bài hát này phải là em thể hiện. Tuy nhiên để có thể mang được cái hiệu quả tối đa hơn nữa thì anh nghĩ em sẽ cần một người nào đó cố vấn cho em hơn về cái cách xử lý bài hát cũng như một phần cái kỹ thuật thanh nhạc, và anh nghĩ là chị Ngọc Mai có thể làm được điều này. Không biết là chị Ngọc Mai có sẵn sàng giúp bạn không ạ? Nếu như mà cần bất kỳ một cái giọng vocal, chị sẽ góp một phần nhỏ cho em, chị cũng sẽ sẵn lòng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu như em tin tưởng về cái chuyên môn về thanh nhạc á thì chị luôn sẵn lòng để mà chị có thể hỗ trợ cho em về chuyên môn. Em rất vinh dự, em cảm ơn chị. Xin cảm ơn chị Ngọc Mai. Và chúng ta có những lời đề nghị từ anh Nhiều Sĩ Tiến là 60 triệu đồng cộng với 50 triệu đồng hỗ trợ từ ca sĩ Mỹ Lệ và nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Xin mời bạn. Trước khi em thi ca khúc này em không có cái sự tự tin quá là lớn ấy. Nhưng mà khi đứng ở sân khấu này mà khi em trình diễn xong em thấy là mọi thứ thực sự chắc là nó đã xứng đáng với mình rồi và mình nên đón nhận điều đấy, và em cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn mọi người ạ. Trời, khi người đàn ông khóc. Cho chị hỏi em một tí xíu nha, cho chị hỏi một tí xíu thôi. Em không tự tin thôi, nhưng mà trong bản thân của em có thấy khi mà em hát bài này hay là em sáng tác bài này em thấy em ở trong đó không? Em có thấy đó có phải là con người thật của em không? Đó là con người em ạ. Quá tuyệt vời em ạ. Cho nên là chính là chính mình, mà là chính mình quá xuất sắc như vậy thì em nên giữ là chính mình em nhé. Cảm ơn ạ. Xin được chúc mừng bạn, rất hạnh phúc khi ca khúc của Hà Anh Huy được đón nhận ngày hôm nay. Và Thanh Huy cũng chúc bạn sẽ giành được chiến thắng trong chương trình. Xin cảm ơn anh. Hãy cùng tìm ra bài hát hay nhất của ngày hôm nay. Xin mời ban giám khảo và 100 khán giả tại trường quay bình chọn. Hai bạn có muốn thách đấu với nhau để giành được chiến thắng tuyệt đối trong chương trình hay không? Với cương vị là một người anh thì chắc là em sẽ nêu lên ý kiến của mình trước nhé. Trước khi đến thì hai anh em có thống nhất rằng là nếu như bây giờ mà giả sử mà có quyết định đi thách đấu hay không thì không có một bất kỳ một cái cuộc thương lượng nào xảy ra cả, và nó không dựa trên quan hệ mà dựa trên gọi là chúng ta tôn trọng những cái sáng tạo của nhau, tôn trọng cái tôi âm nhạc và cái tâm sự của nhau. Em có thế giới của riêng em và An Huy có thế giới của riêng An Huy, thế nên là em nghĩ là câu trả lời cũng khá là rõ ràng rồi ạ. Đó, cảm ơn bạn rất nhiều. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón kết quả thưa quý vị. Và bài hát hay nhất của tập phát sóng ngày hôm nay đã thuộc về Hà An Huy, xin được chúc mừng. Thưa quý vị, một chiến thắng thuyết phục. Chúng tôi xin mời bà Phan Mỹ Hạnh, nhà đầu tư thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng, sẽ lên sân khấu để trao hoa cho người chiến thắng chính là Hà An Huy. Chúc mừng bạn, và cũng xin được chúc mừng Nguyễn Mạnh Cường 14 Casper. Xin được cảm ơn các ca sĩ hỗ trợ, xin cảm ơn ban nhạc Việt Stage, nhóm bè Starship, ban giám khảo và các nhà đầu tư của chương trình ngày hôm nay. Tất cả đã cùng nhau tạo nên một tập Big Song Radio thật tuyệt vời. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và chúng ta sẽ được hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả vào lúc 21:15 Chủ nhật trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người
người thi xong hết chưa nhỉ? Còn em thôi. Ê anh bảo này, hay là kiểu mọi người chờ mình thi xong ấy, anh em đi đâu đi? Đi Phú Quốc đi. Ờ, em cũng chưa đi. Thế thì để em đặt vé cho em có cái thẻ VP Bank Travel Miles. Đi chuyến này là mà tích đủ dặm bay chiều về Hà Nội, đổi vé luôn cho anh em. Ok. Rồi ok, là luôn này. Thế bây giờ chốt 5 vé nhá. 6 vé chứ. Ai bảo em 5 vé? Sao lại 6 vé? Mình bây giờ có đi một mình đâu. Thôi. VP Bank Neo, ngân hàng số toàn năng, lướt chung nhịp sống, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.